Hi Pencil Studio. Điều chúng mình chưa biết. Tập phim Bữa ăn sáng ở các nước châu Âu. Hả? Dạ, đang ăn cái gì vậy? Tớ đang ăn một món rất là ngon. Món gì vậy? Tại sao món ngon không vậy vậy tôi? Không đâu, cậu muốn ăn á thì cậu phải tự đi mua chứ. Còn lâu. Đưa đây, đưa cho tôi mau. Đưa đây, đưa đây, đưa. Nè. Lâu lắm mới được ăn món bánh mì ngon như vậy. Vậy mà cũng phải chia cho cậu nữa hả? Cái này là bánh mì bình thường thôi mà, chứ có gì đâu mà ngon. Vậy là cậu không biết rồi. Đây là món bánh mì bơ kẹp thịt nguội nổi tiếng đó. Tưởng gì? Ngoài đường đầy bánh mì kẹp thịt. Hả? Không. Đây không phải là bánh mì Việt Nam đâu. Loại bánh mì bơ đặc biệt này á chỉ có ở châu Âu mà thôi. Sao vậy? Tôi muốn ăn bánh mì nữa thì phải làm sao? Thôi, ăn bánh mì vậy được rồi. Để tới giới thiệu cho cậu món khác cũng ở châu Âu luôn nha. Ngon không thua gì bánh mì đâu nha. Mỗi sáng thức dậy trước khi đi học, các bạn nhớ phải ăn sáng đó nha. Vì trong lúc ngủ đêm qua, cơ thể của bạn đã tiêu hóa bữa ăn tối hôm trước và còn rất nhiều năng lượng vào buổi sáng hôm sau đó. Khi mà các bạn ăn bữa sáng đầy đủ thì cơ thể sẽ được nạp đủ dưỡng chất cho cả ngày làm việc và học tập luôn đó. Đó là lý do tại sao các quốc gia trên thế giới đều coi bữa ăn sáng là bữa ăn quan trọng nhất trong ngày. Các bạn biết không? Ở rất nhiều quốc gia ở châu Âu, người dân thường có một thời gian nghỉ tương đối dài giữa ngày, rồi sau đó mới lại làm việc tiếp. Nhưng điều này thì lại không phổ biến ở nước Anh. Chính vì vậy, người Anh thường có thói quen ăn một bữa sáng thật là lớn và đầy đủ với tất cả các thành viên trong gia đình luôn. Trong bữa ăn này bao gồm thịt nguội kết hợp với trứng rán và bánh mì nướng. Còn có cà chua chiên và bánh bút đi đen nữa đó. Wow, thật là đa dạng có phải không? Ngoài ra, cũng có những bữa ăn sáng đơn giản giống như là một bát ngũ cốc, một lát bánh mì nướng cùng với một ly sữa cũng đã đủ năng lượng cho một ngày rồi. Trong rất nhiều sự lựa chọn cho bữa ăn sáng thì các bạn nhỏ của nước Anh vẫn yêu thích nhất là món ngũ cốc thập cẩm được trộn chung với sữa tươi. Vừa ngon, vừa ngọt, lại còn béo béo, ăn rất là ngon luôn đó. Hả? Cậu đã no chưa hả Méo? Chưa, bữa sáng có chút vậy nhầm nhò vậy. Hả? Cậu ăn 6 cái bánh mì, nào là trứng, thịt với cả 3 hộp sữa tươi. Vậy mà còn chưa no nữa hả? Cậu nói bữa sáng là quan trọng nhất nên tôi phải ăn cho nhiều chứ bộ. Do vừa rồi cậu đã ăn quá nhiều thịt. Vậy nên bây giờ tớ sẽ giới thiệu cho cậu một bữa sáng khỏe mạnh hơn bằng hoa quả tươi với sữa chua nha. Sao lại ăn sữa chua vào buổi sáng? Tôi không có ăn đâu nha. Vậy là cậu không biết rồi. Bữa sáng mà cậu ăn quá no sẽ không tốt cho tiêu hóa đâu. Cậu phải ăn thêm sữa chua để không bị đầy bụng. Tôi không có tin. Sáng sớm ăn sữa chua làm sao mà no được. Vậy thì tớ sẽ ăn một mình. Cậu đừng có mà giành nha. Đứng lại, đứng lại. Tôi xấu sao quá vậy? Đứng lại. Tiếp theo, chúng ta hãy cùng đến với bữa ăn sáng của người dân nước Pháp để các bạn được biết về các món ăn sáng của nhiều nước châu Âu đa dạng và màu sắc như thế nào nha. Giống như phần lớn các quốc gia trên thế giới, người Pháp có tập quán ăn uống mỗi ngày 3 bữa luôn. Bữa điểm tâm sáng của người Pháp được cho là tinh tế và quan trọng nhất trong các bữa ăn của một ngày luôn đó các bạn. Thực đơn chính trong buổi sáng hàng ngày của người Pháp là một tách cà phê sữa và bánh sừng bò, bánh mì dài dùng với thịt lợn nguội và bơ. Người Pháp sống rất tình cảm nên họ thường bỏ ra hơn 30 phút để dùng bữa ăn sáng với gia đình của mình, chứ không thích ăn sáng ở bên ngoài đâu. Bữa ăn sáng của người Pháp dùng rất nhiều ngũ cốc, trái cây tươi và cả sữa chua nữa. Các bạn có biết vì sao không? Bởi vì họ cho rằng khi bạn ăn sữa chua cùng với trái cây tươi vào buổi sáng thì sẽ rất tốt cho hệ tiêu hóa, lại còn ít chất béo nữa. Như vậy thì sẽ giúp cho chúng ta có một cơ thể thật là khỏe mạnh. Ngoài ra, người lớn có thể dùng thêm cà phê đen hoặc sô-cô-la nóng cho bữa điểm tâm. Các bạn nhỏ thì sẽ yêu thích sữa tươi và nước trái cây hơn đúng không? À đúng rồi, các bạn có biết không? Người Pháp sẽ không thích dùng các món chiên, rán, sử dụng nhiều dầu mỡ cho bữa điểm tâm sáng lành mạnh của họ đâu. Vì người Pháp cho rằng sẽ thật không tốt nếu vào buổi sáng mà chúng ta bị đầy bụng, có phải không nào? Oh no. Bữa sáng bằng sữa chua với trái cây tuy không làm tôi no nhưng mà ngon lắm á. Đã bảo á là cậu phải nghe tớ mà. Tớ sẽ chỉ cho cậu toàn món ngon khắp thế giới thôi. Được đó. Tiếp theo là món gì vậy vậy? Mà Méo ơi, cậu có thích nghe truyện cổ tích không? Nghe không, tôi chỉ thích ăn thôi. Vậy tớ biết một nơi mà cậu vừa được ăn lại còn được nghe chuyện cổ tích nữa đó. Hả? Ở đâu? Ăn có ngon không? Không ngon, tôi ăn luôn cậu đó nha. Không, thì ở quốc gia Đan Mạch đó Méo. Mà cậu có nghe về đất nước này hay chưa? À, tưởng gì Đan Mạch có bánh Danisa nổi tiếng chứ vậy. Cậu chỉ nhớ tới đồ ăn thôi. Nhưng đúng rồi đó. Bánh Danisa đẳng cấp hương vị, giống như là tôi đẳng cấp sắc đẹp luôn đó. Hả? Vậy mà cậu cũng nghĩ ra được nữa hả? Nhưng mà cậu muốn đẹp giống như các bạn gái Đan Mạch á, thì cậu phải chịu ăn sáng giống với các bạn nước Đan Mạch đó nha. Vì ăn sáng rất là quan trọng. Ăn sáng sẽ giúp cho cậu có làn da đẹp như Bạch Tuyết nè, dáng thon gọn như Elsa nè, thông minh như công chúa Lọ Lem nữa. Vậy đi qua Đan Mạch lẹ đi. Đi Ba lên. Nhắc đến các câu chuyện cổ tích nổi tiếng trên thế giới thì các bạn có nhận ra ngay quốc gia nào chưa? Quốc gia này còn được mệnh danh là quốc gia hạnh phúc nhất trên thế giới nữa. Đúng rồi, đó chính là Đan Mạch, nơi có những tòa lâu đài to lớn, vô cùng xinh đẹp. Vậy thì không biết người dân ở đây có dùng điểm tâm sáng thịnh soạn giống như các công chúa, hoàng tử trong truyện cổ tích không nhỉ? Bật mí với các bạn là trái ngược hoàn toàn luôn đó. Bữa ăn sáng truyền thống của người Đan Mạch khá đơn giản. Vào buổi sáng, hầu hết những người lớn tuổi sẽ uống cà phê hoặc trà và ăn bánh mì đỏ hoặc bánh mì trắng với bơ thôi. Còn các bạn nhỏ lại yêu thích dùng những thực phẩm làm từ sữa hoặc ngũ cốc như bột yến mạch ăn cùng với một món ăn chính cũng là bánh mì luôn. Ngoài ra, người Đan Mạch cũng dùng món bánh hấp được kết hợp từ bánh mì đỏ và đường nâu. Món bánh này được sử dụng trong bữa ăn sáng từ thời Trung Cổ tại đất nước này luôn đó. Các bạn có thấy người dân Đan Mạch rất yêu thích món bánh mì. Họ thích ăn đến nỗi trong suốt nửa thế kỷ 19, nhiều loại bánh mì đặc biệt đã được người dân Đan Mạch liên tục dùng làm món điểm tâm. Như bánh mì vòng tròn nhỏ, bánh mì dẹt hoặc bánh mì hình dạng vòng lưỡi liềm. Những loại bánh mì này thì được bày bán rất nhiều ở các tiệm bánh trong thành phố suốt cả tuần. Có một điều rất thú vị, đó là người Đan Mạch không có thói quen ăn bữa sáng ở bên ngoài, mà thường ăn tại nhà. Chỉ vào những dịp cuối tuần, họ mới đến các nhà hàng hay khách sạn để thay đổi không khí thôi. Cậu có thấy các nước châu Âu coi việc ăn sáng rất là quan trọng hay không? Nên cậu có ngủ dậy trễ cũng không được nhịn ăn sáng đâu nha. Tôi biết rồi. Ăn sáng ngon như vậy tôi sẽ không bỏ bữa đâu. Đúng rồi đó Méo. Ê dạy, bây giờ ăn sáng xong rồi, mình chuẩn bị ăn trưa tiếp đi. Hả? Cậu ăn chưa đủ nữa hả? Bụng cậu không có đáy sao Méo? À, vậy tôi vẫn còn ăn được. Tôi muốn ăn món gì mà xanh xanh, dài dài, có cặp kính màu đen đó. Ủa, món gì mà sao giống tớ quá vậy ta? Nè, đúng rồi. Hả? Bây giờ cậu phải đi mua bánh kẹo cho tôi ăn tiếp. Hả? Không, tôi sẽ cắn cậu bây giờ đó. Cậu kỳ quá à. Sáng giờ tớ cho cậu ăn quá trời món ngon, vậy mà cậu còn muốn cắn tớ là sao hả? Hả? Sợ gì không cắn hả? Ủa? Đau bụng quá. Chắc là do cậu ăn quá nhiều chứ gì. Thôi cậu nhanh nhanh đi khám đi, nếu không á sẽ không thể ăn thêm bất cứ thứ gì nữa đâu đó. Đáng rồi. Xin chào các bạn nhỏ. Hôm nay Dài có một câu hỏi dành tặng cho các bạn nè. Câu hỏi đó chính là: đố các bạn, quốc gia nào thường ăn kèm trái cây và sữa chua cho bữa điểm tâm sáng nè? A. Tây Ban Nha, B. Pháp, C. Anh và D. Đan Mạch. Các bạn hãy comment câu trả lời chính xác và nhanh nhất bên dưới đây để có thể nhận được những phần quà hấp dẫn nha. Còn bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.